Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Hằng, chào mừng các bạn đến với kênh Hằng Tư Vi. Hôm nay Hằng cảm ơn mọi người biết nấu ăn cùng Hằng nha. Hôm nay Hằng nấu súp với xúc xích gồm bò trứng nữa cả nhà. Trước tiên Hằng sắp xúc xích nha. Hằng sắp xúc xích từng thanh nhỏ. Đây Hằng làm từng cọng mì ý nha cả nhà. Đây là mì ý. Hằng xỏ từng cái vô. Đây xúc xích Hằng cắt ra từng phần tròn. Như Hằng lấy 4 cây sợi mì ý. 4 cây mì ý Hằng ghim vô. 1 phần Hằng ghim 4 cây. Đó làm xong rồi nghe cái nhà vậy. Tiếp theo Hằng cắt cà chua. Mình cho một miếng đường. Miếng bột ngọt. Nước súp của Hằng đã sôi, Hằng thả mì vào như thế này. Hằng cho nước ớt vào luôn. Hằng đậy nắp lại. Khoảng 15 phút. Hằng đã 15 phút nha cả nhà. Mì của Hằng đã chín, Hằng để xuống, Hằng chiên một cái trứng thả vào nha cả nhà.
đừng đổ dầu vào mình chưa chín nè. Trứng cô Hằng đã chín, Hằng để vô nồi mì nha cả nhà, nồi lẩu. Hằng sắc hành để vô nha cả nhà. Hằng rải tiêu nữa. Hàng đã nấu chín xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với Hàng nha. Đây, sợ mì. Sợ mì xúc xích gồm có trứng. Không phải nước nha cả nhà. Hàng nấu súp này là nấu súp chua nghe cả nhà, chua cay. Cay y ra mình ăn mì cay vậy đó cả nhà. Nó chua chua cay cay. Trứng mình chiên vừa chín thôi nha cả nhà. Để vô mình ăn nó bổ. Video của Hằng đến đây đã kết thúc. Mời cả nhà đón xem video tiếp theo của Hằng nha. Bye bye cả nhà.